cách đây 70 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong 70 năm qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta đã thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng, đưa tới những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Đó là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu khai mạc Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc ngày 1 tháng 5 năm 1952 sau 4 năm phát động phong trào thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Thắng, vào năm 1948, trong bộn bề công việc, giữa lúc mà cuộc kháng chiến đang có rất là nhiều gay go và quyết liệt, thì Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Vậy trong bối cảnh đó, lời thi đua ái quốc có ý nghĩa như thế nào? Chủ tịch Hồ Chí Minh có sáng kiến cần phải phát động phong trào thi đua ái quốc trong cả nước để thúc đẩy cho kháng chiến kiến quốc phát triển mạnh mẽ. Bởi vì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nước ta kinh tế lạc hậu, nhưng chí quật cường thì chẳng kém ai. Muốn khơi dậy được cái lòng yêu nước tiềm ẩn trong mỗi người dân Việt Nam thì cái cách tốt nhất là tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, huy động được sức mạnh to lớn của toàn dân tộc, đưa cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của chúng ta đến thắng lợi. Sau 70 năm, đất nước đã thu được những cái kết quả như thế nào từ phong trào thi đua ái quốc, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Thắng? Các phong trào thi đua mà bám sát được vào mục tiêu cách mạng trong mỗi thời kỳ thì đã huy động được sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên tất cả các lĩnh vực, từ là trong học tập, nghiên cứu khoa học cho đến lao động, sản xuất, kinh doanh, và trên các cái lĩnh vực là chiến đấu, quốc phòng, an ninh đều xuất hiện các cá nhân, các tập thể điển hình, anh hùng và có nhiều thành tích to lớn và cống hiến xuất sắc vào trong cái sự nghiệp là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta. Vậy trong bối cảnh hiện nay, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người sẽ có những giá trị như thế nào đến việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ? Trong tình hình hiện nay, chúng ta vẫn phải tiếp tục theo tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy cái lòng yêu nước tiềm ẩn trong mỗi người Việt Nam, và đặc biệt là trong thế hệ trẻ, phải vươn lên làm chủ đất nước để có thể đuổi kịp được bè bạn trên thế giới, mà trước hết là ở trong cái khu vực của chúng ta. Là mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và đặc biệt là những người đứng đầu mà theo học theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng cái phát động, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát cái phong trào thi đua yêu nước. Vấn đề là cái chỗ là các phong trào thi đua yêu nước đặt ra phải có mục tiêu cụ thể, thiết thực, rõ ràng, chẳng những là cái động lực để phát triển kinh tế xã hội, phát huy tinh thần yêu nước, mà chính đây là cái nơi là để xây dựng những cái con người mới và là rèn luyện, thử thách cán bộ